Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn một cái ứng dụng là ghép khuôn mặt của mình vào tạo ra những cái bức ảnh ma quỷ nha các bạn. Rồi, trong tháng 10 này các bạn cũng biết cái ngày Halloween rồi. Rồi, để biết là ứng dụng nào thì mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video này của mình ha. Đây, ứng dụng mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn là ứng dụng trang điểm ma cà rồng. Nếu các bạn muốn tải thì cứ vào cửa hàng Sếp Play và nhập theo cái từ khóa là trang điểm ma cà rồng, y chang như trong video các bạn đã thấy ha. Rồi bây giờ mình sẽ tải về nè. Ứng dụng này cũng tương đối là đơn giản và cái dung lượng mb nó cũng không cao lắm, 74,70 mb. Rồi, rất là nhanh các bạn. Rồi, sau khi cài đặt rồi thì bây giờ mình sẽ mở lên ha. Rồi, đây là giao diện của ứng dụng. Các bạn để ý nè, chữ Gallery và Camera. Gallery tức là những cái bức ảnh trong thư viện của mình, và Camera là chụp trực tiếp. Bây giờ mình sẽ chọn lấy những bức ảnh là mình đã chuẩn bị nha các bạn. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào chữ cho phép nè. Tiếp tục các bạn chọn ảnh. Bây giờ mình sẽ tìm một cái bức ảnh mình đã chuẩn bị nha các bạn. Đây, mình chọn bức ảnh này. Rồi, dưới thanh công cụ đây có 5 phần: Ticker, Effects, Tint, Test. Ứng dụng này nó quảng cáo nha các bạn. Tí hết quảng cáo này mình chia sẻ tiếp. Do hiện tại mình đang chia sẻ cho tất cả các bạn trên cái ứng dụng với cái phiên bản miễn phí nên nó hay có quảng cáo, các bạn thông cảm nha. Quảng cáo này chắc cũng tầm khoảng 25 giây đến 30 giây gì đó, thấy nó chạy cũng kha khá. Rồi, bây giờ thì mình nhấn vào dấu X để trở lại ứng dụng nha các bạn. Đây, các bạn để ý dưới cái thanh công cụ nè, có chữ thiết cơ nè, Effect, Setting, Test và Rotate. Tức là những cái này là mình điều chỉnh cho nó phù hợp thôi. Mình chỉ chia sẻ các bạn là chữ thiết cơ với Effect, còn những cái còn lại các bạn tự tìm hiểu thêm ha. Rồi, chữ thiết cơ nè. Tức là ở đây nó hiện rất nhiều khuôn mặt. Đây, nhiều khuôn mặt ma quỷ. Thích cái nào thì mình chọn cái đấy mình ghép vô ha. Giờ mình chọn cái nào đây? Cái này đi. Đó. Rồi các bạn để ý mấy cái mũi tên xung quanh nè, là điều chỉnh lớn nhỏ. Cái này là lớn nhỏ nha. Đó. Các bạn có trong lúc điều chỉnh các bạn có thể xoay luôn, xoay cho nó phù hợp. Rồi cái này là dài nè, cái chính giữa đây là dài nè. Đó. Còn cái phía bên tay phải, mũi tên bên tay phải nè, là độ rộng nè. Đó. Nói chung các bạn điều chỉnh sao cho cảm thấy phù hợp là được rồi. Rồi, nhìn rất là ghi gớm luôn. Khủng khiếp quá. Rồi, sau khi đã điều chỉnh thì các bạn nhấn vào chữ Apply nè. Nhưng mà trước khi nhấn vào Apply, các bạn để ý cái dấu chấm này nè. Nó, mình kéo tới lui tức là điều chỉnh cái độ mờ của nó. Nhưng mà các bạn cứ để theo mặc định của nó đi. Rồi, nhấn vào chữ Apply nè. Rồi, xong. Để lưu về máy thì các bạn nhấn vào cái chữ cái biểu tượng lưu ở phía góc tay phải phía trên màn hình đây. Nó hiện chữ sale tức là đã lưu về rồi. Nhưng mà do cái ứng dụng này nó miễn phí nên cứ quảng cáo liên tục à. Các bạn thông cảm, khi sử dụng nó thì mình phải chịu khó xem quảng cáo nha các bạn. Vì nó tạo ra cái ứng dụng này là để nó làm quảng cáo nó mới có tiền mà. Rồi. Tiếp tục các bạn nhấn dấu X để thoát ra ha. Bây giờ mình sẽ chụp một bức ảnh trực tiếp để mình chia sẻ cho tất cả các bạn nha. Nó lại quảng cáo. Quảng cáo liên tục. Thấy cái này nó cũng thú vị mà quảng cáo nhiều cũng bức xúc lắm các bạn ơi. Tiếp tục các bạn nhấn dấu X để trở lại ứng dụng nha các bạn. Rồi. Ở phần này thì mình sẽ chọn chữ camera nè. Nó, bây giờ mình sẽ chụp hình nha các bạn. Nói chung là các bạn nhìn thẳng vào cái camera là khuôn mặt thẳng vậy là được, giống như y chang như mình là được nha các bạn. Rồi bây giờ mình chụp ha.
Rồi, các bạn nhấn vào dấu tích ở đây. Rồi, hiện tại các bạn đã thấy một bức ảnh mình đã chụp rồi nha các bạn. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào chữ tích cơ nè, để mình ghép khuôn mặt vào nè. Bây giờ mình sẽ tìm một cái khuôn mặt cực kỳ ghê gớm luôn. Đây, khuôn mặt này. Đó, ghê chưa? Đó, mình mới bắt đầu điều chỉnh ha. Điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Lớn nhỏ. Lớn nhỏ tùy ý, dài ngắn. Nhỏ lại tí xíu đi. Ghê chưa, ghê chưa? Rồi, các bạn sẽ nhấn vào chữ Apply nè. Đó, các bạn cũng có thể điều chỉnh chữ Effect đây. Ở đây thì các bạn có thể điều chỉnh hoặc là không cũng được. Mình bây giờ mình chọn vào mình điều chỉnh thử. Rồi. Đó, cái chỗ chấm đỏ đây, các bạn muốn đi điều chỉnh độ mờ vừa phải thì mình. Đó, sau khi các bạn đã điều chỉnh ok rồi thì các bạn sẽ nhấn vào mũi tên phía trên tay phải nè để lưu bức ảnh của mình về ha. Nó hiện chỉ save đây, tức là đã lưu xong rồi. Vừa rồi thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn một cái ứng dụng ghép ghép khuôn mặt của mình vào có hình dạng ma quỷ nhân ngày Halloween sắp tới trong tháng 10 này nha các bạn. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.